Chào các bạn, và hôm nay nói về một cuộc hòa nhạc và chuyện gì đã xảy ra. Mình sẽ tìm hiểu. Justin Timberlake struggled to remember his own lyrics after urine was thrown at him at a gig. Rồi, struggle là cái vất vả, rất là vất vả. Vất vả làm gì? Nhớ, cố gắng để nhớ cái lyrics của anh ta. Sau khi mà một bình nước nước tiểu bị ném lên tại một cái buổi hòa nhạc. Cái gig là giống như cái concert, một cái cuộc biểu diễn. Ở dưới đây mình sẽ đọc cái phần speaking on cho xuống tới cuối đi luôn. Speaking on the Graham show, Timberlake told of how Mick Jagger invited him to play at a charity concert in Toronto, joining the Rolling Stone and AC on the lineup. It was a bit of a blur, he said, but I remember saying the band before we went on stage, I don't think it's gonna go well. I have no idea how bad it was going to go. Because we came on stage and all of a sudden, from the first two rows, probably 500,000 people, bottles of urine were then thrown on the stage. Thì ông Timberlake này, ông tới được mời tới cái Graham Show, Norton Show này trong một cái lần gây quỹ từ thiện ở Toronto cùng với hai cái ban nhạc. It was a bit blur. Blur là mờ mờ đó, mờ mờ, không có rõ lắm. Stage là cái sân khấu. Và mình có một cái cụm từ đó là all of a sudden. Cái này có nghĩa là đột nhiên, bỗng nhiên. Bỗng nhiên cái chuyện gì? Bottles of urine có nghĩa là nhiều hơn một chai nước tiểu bị ném lên trên cái sân khấu.